Thì em đo chiều cao mẹ giữa lưng là 1m2 bò đi, trở lại ăn khoảng 1m2 bò, thì tầm dao động cũng 1m18 đi lên, 1m2 xuống hen của chú anh chị. Mẹ nè, giữa lưng nha, mẹ sim lùng, mẹ đang ôm con này là lứa thứ ba. Con này chiều cao em đo hơi dưới không sao là 1m1 rồi đó, còn giữa lưng phải 1m lẻ ha. Con đực ba bê nè đó, đực ba bê nè. Mẹ con này quan sát là chân cẳng rồi nè, không có hiện tượng xuống lúng xuống lượt phù phù chân bú dọ gì hết ha. Đây F1, con F1 con được này, sau này mình nuôi dỗ béo là cực kỳ luôn, được tầm 4 tháng bò đi lên rồi đó. Mẹ cũng như vậy, mẹ là chân cẳng là đứng bắt hang lúng yến rồi nè, vú nó đều ran nha, muốn vú đều ran thì đều yến rồi. Sái lưng sái mặt là em quan sát mẹ sái lưng sái mặt nghiêm chỉnh, con mẹ sừng sừng da nha, sừng da sừng cọc vậy mà sừng da của chúng vậy nó lỏng lẻo à, nó không có ăn vô được cô vô cái đầu của bò đâu. À, sái lưng mẹ nè, mẹ là em bảo hành cho cô chú chừng bao rồi, luống được 3 tháng nha, cái là được tháng lưỡi rồi, nhưng mà mẹ cái loại tháng lưỡi em không có bao chữa nha chú chị, tháng lưỡi là chưa đủ nghề thăm khám nha, em không có bao chữa. Con nè, con này đực ba bê là cực kỳ luôn chú chị, F1 đùi dai là hai phải đầu dài rồi đó. Giá là 23.500.000, giá tại trường ha, 23.500.000. Thì cô chú anh chị nào thấy ưng ý mua được thì liên hệ cho em đó, 23.500.000 hả cô chú anh chị. Mẹ con đực ba bê, con đực làm 4 tháng bội lên nè, đực này tách ra cũng tầm giá 14 triệu lên, không có dưới đâu cô chú anh chị. Mẹ bán giá con tách lan bán giá 9-10 triệu rồi, đợt giờ có người ta dặn là 14 triệu rồi. Anh không bán, anh bán cặp nè, mẹ con cho bà con về nuôi đem giống ha. Chân nè, cực kỳ luôn đó. Mẹ sim lùng ha, đẻ con cái ông mà đừng ham bự ha, lùng lùng cái dính nè, cái dính nè, đẻ là một không đó. Thì đang ôm con lứa thứ ba, cô chú chị nào thấy ưng ý mua được thì bỏ con này thì liên hệ cho em. Thấy đầu cái lưng chân cẳng nè ha cô chú chị. Nhắc lại bộ mẹ con này, anh chủ nhà bán giá là 23.500.000 ha, 23.500.000 giá tại chuồng. Thì mong chú chị nhìn thấy giá là ưng ý mua được thì liên hệ cho em đó. Còn loại đó muốn biết cuối cùng bên em bán là em bao cho cô chú anh chị mình à 3 tháng đó. Còn đực này nè, đang lụng lông đang lụng lông lên màu đen lại nè cô chú anh chị, lụng lông vàng lên màu đen ha. Còn một ngày sau con đực ba bê sau này lên lông đen chứ không có lông vàng đâu chú chị, đừng an tâm ha, la màu đen hùng lùi lại nè, thấy không dai nó nè, để lại chơi tới đó, xin móng rồi không có bước xe xuống móng được hết. Mẹ con này cũng vậy, mẹ cũng vậy nè, mẹ cũng ngon bò của chú mẹ, lùng đường cái đẻ đẻ cái đẻ của chúng chị liền lạc, nó hiền mẹ ôm con tốt. Rồi bây giờ hình ảnh em gửi cô chú chị xem đầy đủ hết em, thì mong cô chú chị thấy giá ở mấy được mua liên hệ cho em. Yeah.
Thì giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Anh chị thấy cái giá hợp lý được mua liên hệ cho em ha.